Hello, xin chào các đồng chí và anh chị các bạn thân mến của Lệ Minh. Hôm nay là chiều thứ năm Bắc Mỹ Mountain Time. Mỹ bây giờ là chiều. Anh chị các bạn thấy ở bên Mỹ đi ra chợ mua cái gì cũng phải đóng thuế hết á. Anh chị các bạn thấy đây là một cái tờ giấy mình mới đi chụp hình cho mấy đứa nhỏ. Đây đóng thuế là 8.8%. Mấy tấm hình cho mấy đứa nhỏ để làm giấy tờ cho nó đi về Việt Nam tháng tới. Các bạn thấy không? Cho nên nó mấy dân mình làm ơn đừng có hở ra là ăn cơm của dân, mặc áo của dân, tiền lương của dân, xấu hổ lắm. Tôi nói thiệt á. Nó rất là xấu hổ. Các bạn thấy ở bên Mỹ đời sống, bước vô chợ chụp hình, chỉ là chụp hình làm giấy tờ đó, gọi là chụp làm giấy hộ chiếu, giấy này kia rồi á, là phải đóng thuế rồi. Cái gì cũng phải đóng thuế cho nó. Thằng Mỹ nó không có bỏ góc cạnh nào hết trơn. Anh chị các bạn thấy đời sống ở bên Mỹ, cái thằng Mỹ nó hay lắm, nó rất là hay. Nó không thể nào mà giống như ở đất nước mình được. Cho nên tôi nói quý ông bà anh chị các bạn đang thừa hưởng một thành quả cách mạng, những gì mà xương máu biết bao nhiêu người đã hy sinh nằm xuống để có được một cái đất nước Việt Nam như ngày hôm nay phát triển đổi mới từng ngày và từng giờ. Hãy sống làm sao làm cho đất nước xã hội nó tốt hơn, góp phần vào trong cái công cuộc phát triển đất nước, chứ không phải vấn nạn xã hội cái gì hở chút cái bắt đầu bất mãn tại cộng sản, tại chính quyền. Nhiều khi nhìn thấy hối lộ tham nhũng đồ cũng vậy. Tôi nói anh chị các bạn, vấn đề tham nhũng hối lộ Việt Nam nó có cung có cầu thôi. Nếu mà cái cầu mà tắt thì cái cung nó cũng không có. Nên nhớ như vậy, tôi bè tôi sống tôi biết mà. Tôi không có binh vực ai hết trơn á, mình phải nhìn thực tế. Khi quý vị đi ra mà những cái xứ tư bản rồi, quý vị sống rồi quý vị sẽ thấy. Tôi rất thích anh hùng Trần, anh nói không hồi sáng này giờ bên Mỹ đó. Nó đất Mỹ này nó không phải giống như quý vị tưởng. Nó không phải giống như vậy. Nó không phải giống như mấy cái thằng chống cộng cực đoan ô hợp nó lên trên đầy. Nó bài vẽ những cái vấn nạn xã hội Mỹ cũng vậy, nó khủng khiếp lắm. Tôi nói anh chị các bạn, càng xem tin tức của Mỹ, càng xem truyền thông của Mỹ, mình càng thấy thương nhớ về cái quê hương của mình nhiều hơn, mình mới quý cái quê hương của mình nhiều hơn. Mà tôi phải nói là tôi rất là khâm phục anh hùng Phà Trần. Anh nói về anh là một người sống ở Nga rồi anh sang Mỹ anh sống, anh thấy được những cái cảnh tượng ở xứ người ta như thế nào, rồi mới nhìn về quê hương của mình, mình mới thương, mình mới thấy mình thương cái quê hương của mình. Chứ không phải mọi thứ gì cứ lên mạng nghe lời mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp, mấy cái đám khốn nạn đó nó chỉ phá hoại xuyên tạc đất nước thôi. Tôi nói chuyện các bạn một điều, mấy anh em chúng tôi đi ra được nước ngoài rồi, bọn tôi cố gắng làm sao truyền đạt về với quê hương để những người dân trong nước, để những người một số những người nhẹ dạ cả tin họ thức tỉnh, không có bị u mê mà ngồi đó sống thì cứ vọng ngoại trông chờ vào cái xứ tư bản. Xứ tư bản đâu phải dễ đâu, nó không có dễ đâu. Muốn ăn muốn được nó là phải chạy ra tróc giải, lên bờ xuống ruộng chứ không phải giỡn đâu. Nói anh chị các bạn một điều, nó không có đơn giản. Thấy Lệ Minh online live stream rồi, nhà cửa xe cộ, cuộc sống thế này nọ, nó là cả một cái quá trình, một cái sự phấn đấu ở trên đất Mỹ. Tệ nạn xã hội bên Mỹ đó, anh chị các bạn thấy mấy hôm nay Lệ Minh đưa lên nói về tệ nạn, nó loạn luân và nó đạo đức nó suy đồi. Anh chị các bạn mà xem cái chương trình của ông Jerry Swing, ông Jerry, cái tên ông này giống như các bạn coi coi cái phim hoạt họa trong nước là Jerry á,
Spring là mùa xuân đó. Cái chương trình của cái ông này rất là ngầu, những cái câu chuyện mà loạn luân, những cái vấn đề nan đề trong một cái xã hội Mỹ nó khủng khiếp lắm. Các bạn biết cái show của ông này ngày xưa nó local, có nghĩa là nó ở địa phương, sau này nó mang tính cách mà bạo loạn nhiều và nó mang tính cách quá khủng khiếp á, cho nên nó không có cho ở local địa phương nữa và nó đưa lên cable. Người nào muốn xem được phải vào trong cable, còn không thì các bạn vào YouTube. Nó rất là khủng khiếp. Cho nên mình đừng có nhìn nghĩ là ngôi cái xứ tư bản, cái xứ Mỹ nó là cái thiên đường, là tệ nạn xã hội cái gì nó cũng không có, nó đẹp lắm. Để chiếc xe đạp, chiếc xe máy là nó không mất, không giờ không dám đâu. Xe đạp mà để nó khiêng khóa lại, nó khiêng bốn bánh hai bánh lên nó giác nó chạy á. Tôi nói gì các bạn biết, cái đạp á chứ mày, xe hơi nó ăn cắp cũng dữ lắm chứ phải giỡn đâu. Vấn đề mà nó lừa đảo, tôi nói mỗi một ngày không biết là tôi nhận được bao nhiêu cú điện thoại mà nó kiếm đủ mọi cách nó dụ mình, nó lừa đó. Tôi nói anh chị các bạn biết, còn mở email ra đó là nó điểm đủ cách mình mà sơ hở, nó ngọt ngọt chút hay là nó dụ mình á, mình không có hiểu á, là nó lừa mình rất là dễ. Anh chị các bạn biết Mỹ này mà, về vấn đề mà lừa bịp nó là đứng đầu, nó là đứng đầu. Cái thằng mà những cái quốc gia khác là học những cái lừa bịp của nó. Nó là cái thằng đẻ ra đủ thứ những chuyện lừa bịp, nó gọi là scam. Nó lừa mấy người già dữ lắm. Tại vì mấy người già bên Mỹ này, như các bạn biết, khi cái tuổi già của họ rồi đó, họ cô đơn một mình đó, họ làm lụng được bao nhiêu tiền họ dành dụm được tuổi già, cái họ sống một mình cô đơn đơn chiếc vậy đó, ở trong những cái viện dưỡng lão hay những cái nơi mà khu của người già, nó tìm cách để dù mấy... Xin lỗi, đang nói bị điện thoại vô. Anh chị các bạn biết điện thoại của Lợi Minh mỗi một ngày hả, màn đất ơi, nó gọi nhiều lúc mình tức mình chửi nó luôn, mình chửi dung chửi nó mà nó vẫn gọi à, nó đổi số liên tục à. Các bạn biết khủng khiếp lắm. Cho nên đời sống ở bên Mỹ này nó không phải giống như các bạn tưởng tượng đâu. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, rất là đẹp, đường xá thênh thang rộng rãi đấy. Cái cuộc nhìn nó rất hấp dẫn ha. Cái gì cũng như một cái bức tranh, một cái như một cái thiên đường vậy đó. Còn ơi, nhưng mà phía sau của nó khủng khiếp lắm chứ không phải giỡn. Ngay cả tôi nói trong cái cộng đồng người Việt của mình thôi, tôi chưa nói đến những cái xã hội, tôi chỉ nói cái xã hội Mỹ là chung, chưa nói về cái cộng đồng người Việt là nói riêng đó. Tôi nói anh chị các bạn biết về những cái cách mà ở thập niên mà 80 tôi còn nhớ, đủ kiểu đủ cách lừa nhau. Sau này FBI nó theo dõi quá chặt chẽ cho nên bớt á chứ. Các bạn biết hồi cái thời 80 nó bày lắm trò lừa đủ kiểu hết. Cho nên xã hội mà trong cái thời kỳ phát triển đổi mới, đất nước của mình ngày hôm nay đang đổi mới và phát triển, các bạn nhiều khi nhìn thấy những cái nan đề của xã hội, bắt đầu mình share những cái bài rồi chia sẻ tầm bậy tầm bạ, rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm anh chị các bạn. Báo chí ngày hôm nay mình đọc, mình tìm hiểu, mình suy nghĩ, mình phải chọn lọc ra, mình phải chọn lọc ra cái nào đúng, cái nào sai, cái nào cần phải được kiểm chứng cho nó rõ ràng. Nhất là hiện nay báo chí Việt Nam nó rất là hỗn độn, cực kỳ hỗn độn. Chứ không phải mọi thứ gì cứ nhảy lên mạng bắt đầu là xe tùm lum tà la. Không nên, theo như Lợi Minh nghĩ là như vậy đó, không nên. Trước khi mình muốn xe một cái bài báo gì ở trong nước cũng vậy, mình phải suy nghĩ cho thật kỹ, coi cái đó nó có làm tác hại gì đến cái xã hội không, cái lợi ích quốc gia không. Mấy thằng liều báo trong nước bây giờ tụi nó sống money talk thôi,
các bạn thấy không? Cái đồng tiền vật chất làm cho tụi nó không còn cái lương tâm về cái nghề báo, viết báo. Và cái luật pháp Việt Nam nó quá dễ dãi về cái ngành truyền thông báo chí rồi, quá ư là dễ dãi. Nó không có một cái sự kiểm duyệt cho nó chuẩn, cho nên nó tạo ra những cái sự hỗn độn trong cái xã hội. Facebook bắt đầu nó duyệt những cái hồ sơ rồi đó. Tôi mới coi cái báo chí, tôi biết là bên Facebook, tại vì hiện nay nhiều thành phần mà là tụi nó lên mạng trong cái cộng đồng người Việt mình đó, nó dùng những cái trò bịp bợm mà nó rip nick người ta, nó thuê anh chị em các bạn biết, nó trả tiền á, nó đi rip nick mỗi cái nick như vậy là vài trăm ngàn, với lại mua view nữa 200-300 ngàn tiền Việt Nam á. Là bắt đầu bây giờ thằng Facebook nó cảnh giác rồi. Gần đây nó nhiều người bị rip nick quá, những cái tụi những một số thành phần hacker, mấy cái thành phần tôi theo tôi bị điện thoại nó rớt mà. Ok thôi, mình có điện thoại nha. Thôi xin chào anh chị các bạn nha, hẹn gặp sau nha. Bye bye.